Dạ hello, em Hương mến chào cô chú và anh chị. Rất vui khi gặp lại cô chú anh chị mình trên kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Thì hôm nay em Hương sẽ review đến cô chú anh chị mình một mẫu nhà nằm sau lưng chợ, sau lưng nhà thờ Bình Chánh nha cô chú và anh chị. Nhà thờ Bình Chánh thì kế bên nó là có một cái đường là bờ nhà thờ. Thì cô chú anh chị mình di chuyển từ bên đó, cô chú anh chị mình di chuyển chạy vào chừng cỡ khoảng 700-800 mét thôi thì đã đến cái nơi ngôi nhà của mình rồi. Đây là hướng mà đường vào bên nhà mình, nó rộng tới 4 mét lận. Ở xe hơi nhỏ nhỏ có thể chạy vào tới tận bên nhà mình luôn nha cô chú và anh chị. Thì dân cư ở đây thì rất là đông đúc rồi. Đó. Từ đây mà cô chú anh chị mình đi chợ Bình Chánh thì chắc tầm khoảng 5 phút mà đi xe máy thôi. Và đây là mẫu nhà mà em Hương sẽ gửi đến cho cô chú và anh chị. Với một cái diện tích gần 100 mét vuông ha. Và ngang là 6,8 m và dài là 17 thì diện tích trong cái nhà mình xây thôi là ngang 5 và dài 17, mình chừa một cái sân bên hông nữa. Mình chừa một cái sân bên hông nữa nha cô chú và anh chị. Đó, và ngôi nhà này thì làm cho mình là hai lớp cửa bảo vệ. Một lớp cửa đầu tiên của gia đình mình là một cái lớp cửa sắt, sơn tĩnh điện rất là chắc chắn và bốn cánh luôn ha. Đó, và bao quanh ngôi nhà mình là đã làm rào hết cho cô chú anh chị mình rồi, rất là an toàn luôn. Đó, phía trên của mình thì vẫn có một cái mái che, và đặc biệt ngôi nhà của mình là có hướng bắc ha, luôn luôn lúc nào ngôi nhà cũng mình cũng mát mẻ nữa. Nếu cô chú anh chị mình hợp hướng bắc thì hãy liên hệ trực tiếp với em Hương nha. Wow, cái sân của mình rất là rộng luôn á cô chú anh chị. Về đây mà gia đình mình mà hai đám tiệc tùng á thì đây mình có thể đãi được chắc cỡ khoảng 5-6 bàn luôn á. Đó, thì dân cư ở đây thì cũng rất là đông đúc và hiện hữu rồi. Em Hương mời cô chú anh chị mình qua bên đây nè, mình coi một cái sân trống bên đây. Về đây thì mình có thể làm cái sân trống này mình làm một cái sân phơi đồ nè cô chú anh chị, hoặc là mình làm một cái vườn cây kiểng á, bông cây kiểng nào cũng rất là đẹp nữa. Và phía đây của mình thì vẫn có một cái cửa sổ nữa ha, rất là mát mẻ và thông thoáng luôn. Em Hương cũng xin nhắc lại là vị trí nhà mình thì nằm trên là trục đường là bờ nhà thờ luôn ha. Quay từ đầu đường nhà thờ Bình Chánh quốc lộ 1A vào bên trong nhà mình là tầm chỉ có khoảng 700-800 mét thôi. Nó thì dân cư ở đây rất là đông đúc và hiện hữu rồi. Về đây ở thì mình cứ yên tâm, và sổ hồng được đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình. Ha, và tiến vào sau pha. Đây là một cái lớp cửa nhôm sinh pha và kính cường lực luôn, rất là chắc chắn cho cô chú anh chị. Và mặt diện ngoài của ngôi nhà nó thì chủ đầu tư vẫn đã ốp lát lên sẵn cho mình hết trơn rồi ha, rất là đẹp và bắt mắt. Em Hương mời cô chú anh chị mình tiến sâu vào bên trong. Dạ, thì đây là một cái phòng khách của mình. Phòng khách của mình rất là rộng luôn. Em Hương thích nhất cái phòng khách này luôn. Về đây mà mình thao hồ trang trí cái phòng khách của mình. Mình sắm sửa thêm đồ đạc cho gia đình luôn. Và đặc biệt ngôi nhà này thì có một cái cửa sổ nè. Nó luôn luôn lúc nào ngôi nhà của mình cũng mát mẻ và sáng sủa. Vì do hôm nay cúp điện nha cô chú anh chị nên chờ quay cũng hơi tối, nên cô chú anh chị mình thông cảm nha. Đó, và trần của mình là trần thạch cao nguyên khói dược hợp nè. Đó, rất là đẹp và bắt mắt. Ở chính giữa mình là có một cái đèn pha lê ha, nhìn cũng rất là đẹp đó. Và đây nè, thì dưới chân cầu thang thì chủ đầu tư vẫn làm sẵn cho mình một cái không gian này. Đó, về thì cô chú anh chị mình có thích yêu mấy con cá đó, mình có thể xem một cái hồ Nam Bộ ở đây. Đó, ở đây nè, mình đã ướp tường sẵn cho mình rồi. Còn không thì cô chú anh chị mình vẫn có thể là mình làm một cái tủ. Mình làm một cái tủ pha lê á, mình trưng rượu rồi đó, hơn thua là gia đình mình có mắt thẩm mỹ, mình trang trí cái phong cách của ngôi nhà mình như thế nào thôi. Đó, và tường thì vẫn đặt ốp lát lên cho cô chú anh chị mình là tới tận 1,2 m rồi ha. Nhìn cũng rất là cao gáo nữa. Thì cái màu tường á thì vẫn hợp với cái trong cái màu của ngôi nhà của mình luôn. Nhìn thì nó cũng rất là sang trọng nữa. Dạ, em Hương mời cô chú anh chị mình tiến sâu vào bên trong. Thì đây là cầu thang, một chút xíu nữa em Hương sẽ chào sao cho cô chú và anh chị mình nha. Dạ, và đây là một cái phòng bếp của gia đình mình. Hệ thống tủ trên, tủ dưới bằng gỗ ha, rất là chắc chắn, chống mối mọt cho cô chú anh chị mình luôn. Nhìn cái phòng tủ cũng rất là đẹp và bắt mắt nữa. Ở đây thì vẫn có chỗ cho mình thờ ông Táo đó nè. Tủ trên, tủ dưới rất là gọn gàng. Và mặt bếp của mình là mặt bếp đá hoa cương ha, rất là dày dặn luôn. Đó, về đây thì cứ yên tâm, này mình rất là dễ vệ sinh và lau chùi luôn á cô chú anh chị. Thì tường chỗ nấu nướng của mình thì vẫn ướp lát lên tới tận lên trên rồi. Đó, mình nấu nướng có văng dầu mỡ thì cũng rất là dễ vệ sinh và lau chùi nữa. Về cái việc đó thì cô chú anh chị mình yên tâm.
Và đây là cái bồn nước 304 chống rỉ sét theo thời gian cho cô chú anh chị mình luôn. Về sinh hoạt nó mình rửa chén, rửa bát, rửa rau cũng rất là thuận tiện. Ổ cắm điện nè, rất là nhiều cho cô chú anh chị mình rồi. Và đây là nhà vệ sinh mình làm ở sát bên hông tường để không có chiếm không gian. Vì nhà của mình nó rất là dài, dài tới 17 lận và ngang là 6m8. Nhưng mà mình xây cái nhà, diện tích trong nhà mình là mình xây 5m17 ha. Mình chừa sân bên hông nữa cho cái nhà của mình nó được rộng thêm. Có sân bên hông để mình phơi đồ rồi luôn. Có cửa sổ nữa nè, nhờ mình chừa sân được mà mình có thêm một cái cửa sổ nữa cô chú anh chị. Ở đây thì có một cái vòi nước, mình muốn rửa gì thì mình rửa ở đây ha. Và em Hương thích nhất ngôi nhà này là không gian của nó rất là rộng, diện tích của nó rất là thoải mái luôn. Mình có thể chừa một cái phòng ngủ ở cuối dãy nhà. Đây, cái phòng ngủ của mình rất là rộng. Về đây mà mình có con em nhỏ nè, người lớn tuổi thì mình tận dụng cái phòng này nè cho em nhỏ và người lớn tuổi mình ở cũng rất là thoải mái. Trần của mình là trần thạch cao nguyên khối ha, dược hợp. Và ở đây thì về cô chú chị mình có thể đóng môn một cái tủ nè, giường nệm rồi luôn, cũng rất là gọn gàng vì cái phòng của mình rất là rộng, cũng không có hẹp không gian của mình lắm. Và giờ đây thì mình di chuyển lên trên nha cô chú và anh chị. Từ đây mà cô chú anh chị mình di chuyển như các quận 6, quận 7, quận 8, quận Nhà Bè, quận Phú Nhuận thì mình di chuyển hướng quốc lộ 1A, mình vào bên trong ngôi nhà của mình thì rất là gần luôn cô chú anh chị mình, di chuyển tầm khoảng 30 đến 30 phút thôi. 30 đến 35 phút thôi. Đó, nó rất là gần quốc lộ 1A nữa. Từ đây mà mình di chuyển rất là thoải mái rồi. Mình có con em đi học cũng rất là thuận tiện, trường học, các cấp, bệnh viện, ngân hàng thì nó cũng sát bên thôi. Mình di chuyển ra tầm chưa đến một cây số thì mình đã tới nơi rồi nha. Và đa số bên nhà của em Hương luôn review đó là tay cầm, đều là tay cầm bằng gỗ cam xe, rất là chắc chắn luôn. Đa số là như vậy luôn nha cô chú và anh chị. Và mặt bước lên cầu thang của mình luôn luôn lúc nào cũng là mặt lót đá hoa cương ha, dày dặn, cũng cỡ khoảng 1m, 1m2 nha cô chú anh chị. Mình di chuyển rất là thoải mái. Và ở trên đây á thì chủ vẫn làm trang trí thêm cho mình là những cái bậc thanh gỗ này nè, rất là đẹp và bắt mắt. Về thì mình có thể trang trí thêm, mình làm một cái bậc kệ đó để mình trang trí rượu hay gì đó. Từ vài nhìn vào thì căn phòng của mình rất là bắt mắt. Giờ thì cô chú anh chị mình di chuyển thêm Hương lên trên nha. Dạ thì em Hương cũng xin nhắc lại luôn là nhà của mình thiết kế là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ và 2 nhà vệ sinh nha. Đây là các phòng ở trên lầu của mình đây ạ. Trên mình thì có 2 phòng và 1 phòng thờ. Ở dưới của mình thì có thêm 1 phòng nữa. Thì cái phòng này cũng rất là rộng nè. Nhà mình có thành viên từ 2 cho đến 6 người, mình ở ngôi nhà này rất là thoải mái. Cái bên mình có thể mở được một cái cửa sổ nữa nè cô chú anh chị. Cái phòng này thì em Hương quay sơ thôi, thì mỗi phòng thì nó cũng giống như nhau thôi ha. Thì nhà vệ sinh thì cũng nằm ở đây, cũng đầy đủ thiết bị tiện nghi luôn cho gia đình mình sinh hoạt gia đình, rất là thuận tiện, có thổi thông gió cho gia đình mình. Và đặc biệt ngôi nhà của mình thì đã lắp đặt sẵn cho mình là một cái bồn nước 500 lít ở phía trên. Về đây thì cô chú anh chị mình mở ra thì mình sẽ thấy một cái bồn nước và kế bên mình là một cái phòng thứ hai nha. Và đây là cái phòng của mình rất là rộng. Và em Hương cũng xin nhắc lại ha, thì bên em Hương bán nhà thì uy tín, chất lượng, pháp lý minh bạch rõ ràng, nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm về cái việc đó. Và nếu mà cô chú anh chị mình không tin thì mình cứ liên hệ cho em Hương để mình về đây mình trải nghiệm thực tế. Em Hương báo vị trí thật, nhà thật, giá thật để không mất thời gian của cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị mình đã xem đến đây rồi thì nhớ nhấn chuông cho em Hương, nhấn chuông like và share cho em Hương nha. Và có mọi thắc mắc thì cứ liên hệ trực tiếp với em Hương với số điện thoại trên màn hình. Và cái nhà của mình thì có cái giá là chỉ có 2 tỷ 250 triệu thôi, rất là rẻ luôn rồi đó cô chú anh chị. Và gần quốc lộ 1A nhất luôn. Và con đường của mình cũng rộng tới tận 4m lận, xe hơi nhỏ nhỏ có thể vào tận tới bên nhà mình luôn. Dân cư ở đây thì ở rất là đông đúc rồi. Về đây ở thì mình đi làm bữa tối mình về, mình cũng không có sợ bị buồn ha, hay là bị vắng nữa. Đèn thì vẫn thắp sáng hết trơn mọi con đường mình đi. Gần chợ búa nữa. Như người lớn tuổi đó, mình đạp xe tàn tàn mình đi chợ cũng rất là thoải mái. Mình không có sợ xe đông đúc gì hết nha cô chú anh chị. Thì đây là cái phòng lớn nhất của gia đình mình. Nó có một cái ban công cũng rất là rộng nữa. Ở đây hệ thống nè, kế bên đây thì mình có cửa sổ luôn nè cô chú anh chị. Nếu mà gia đình mình đủ thành viên thì cô chú anh chị mình có thể làm một cái phòng thờ ở đây luôn. Em Hương mời cô chú anh chị mình di chuyển ra vào phía này nha. Đây cô chú anh chị mình có thể nhìn sơ xung quanh ha. Dân cư ở đông đúc rồi.
Về đây ở thì rất là thoải mái, yên tĩnh nữa, không ai làm phiền mình luôn. Và đi làm cũng rất là gần nữa, nó như gần như các quận huyện trung tâm thành phố. Mình di chuyển xe máy tầm khoảng 30 đến 35 phút thôi. Đó, và vị trí ngôi nhà của mình thì nằm trên là... Dạ, và nãy giờ thì em Hương cũng đã review hết ngôi nhà này cho cô chú anh chị mình xem rồi. Giờ thì em Hương cũng xin tổng kết lại luôn nha. Và diện tích của ngôi nhà mình là ngang 6m8 và dài là 17. Thì chu vi trong ngôi nhà của mình xây và mình sử dụng thôi thì trong đây á, là ngang 5 và dài là 17 nha cô chú và anh chị. Còn bao nhiêu diện tích ở lại là mình làm một cái sân ha, để cho cô chú anh chị mình có thể phơi đồ bên hông luôn, rất là thoải mái. Vì nhờ như vậy mà mình mở được một cái cánh cửa sổ bên hông nữa, rất là mát mẻ nữa, gió luồn vô rất là mát. Nói về đây ở thì khỏi cần mở điện luôn. Như bây giờ nè, là đang cúp điện rồi nè, nhưng mà gió thổi vào vẫn rất là mát và nhà thì vẫn rất là sáng sủa luôn. Và vị trí của ngôi nhà mình lại nằm trên là đường bờ nhà thờ. Đó, từ qua đường quốc lộ 1A, cô chú anh chị mình di chuyển vào bên trong nhà mình là tầm khoảng 3 phút mình đi xe máy thôi. Và từ đây mình di chuyển cái chợ Bình Chánh là tầm 5 phút mình đi xe máy. Thì bên em Hương là báo giá thật, vị trí thật, nhà thật nha. Nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm về việc đó. Em Hương rất ngại là báo giá ảo hoặc là nhà ảo cho cô chú anh chị. Vì cô chú anh chị mình di chuyển như các quận huyện về đây thì cũng rất là xa và khó khăn, mưa gió, nên em Hương là tuyệt đối là không báo như vậy nha cô chú anh chị. Nên về việc đó thì cô chú anh chị mình yên tâm. Và giấy tờ minh bạch rõ ràng, sổ hồng riêng luôn. Ở bên em Hương sẽ lo toàn bộ hết giấy tờ cho cô chú anh chị mình, sẽ không phát sinh thêm một chi phí nào nữa. Và bên test quy hoạch gì đó là bên em Hương sẽ lo hết cho cô chú anh chị mình luôn. Về việc test quy hoạch hay là vô khu quy hoạch gì đó thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm về việc đó nha. Và ngôi nhà của mình có giá là 2 tỷ 250 triệu. Ở một trệt một lầu, 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ và 2 nhà vệ sinh. Khu dân cư đông đúc, đường rộng 4m, xe hơi nhỏ thể chạy vào tới tận bên nhà mình luôn. Cô chú anh chị mình xem đến đây thì nhớ nhấn chuông, like và share cho em Hương nha. Và có mọi thắc mắc gì thì cô chú anh chị mình cứ bình luận comment ở phía bên dưới màn hình. Em Hương sẽ tư vấn nhiệt tình hơn cho cô chú và anh chị mình luôn. Giờ thì em Hương cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình.